ở ngoài quê của bà Năm bà mượn đem vào đưa cho cái cơ đó. Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương nè, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Nói xong lan lắm. Còn đi mây gió u buồn, biết nơi xa đó có gì vui hơn, biết bao cõi đây tam hoàng kỳ ba. Ở nơi Phật Dương hiện giờ, con đi trôi nỗi cuối cùng về đây, ở nơi chân điên tu thầy mang ba. Tăng tăng ta tăng 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 vậy ta hen đó. Đánh lại bàn tay, tiếng rầm mở cửa đón hiền nhân. Mà tiếng rầm mang này để đóng cửa lại, để đề phòng trộm khách. Câu của ông Cử Đà nghe, nghe không? Đã, tại sao Úc thuộc Lào Lào? Kỳ quá vậy đó. Hồi đó giờ có biết cái gì đâu. Mà cuối cùng, ông cho một câu nữa là hậu sơn của ông sẽ diễn đau tầm lại. Tôi có biết hát gì đâu. Bây giờ tuần gì tôi cũng hát, bà thấy không? Đó, kỳ quá. Trên cơ là tôi hát đây à. À, dạ thưa Út, thì hôm nay Út về tại Ba Chúc này thì Út có nhận cái nhiệm vụ về bà trên không Út? Mày cứ nói hoài vậy, mày làm YouTube rồi đó, mình tao không có nói khơ như vậy nghe, không có nhận cái gì trên á. Không có nhận không hả? Chị Năm với Út đây là về để cúng bái tổ thầy ha. Dạ. Đó là cái quyền di của cha mẹ tổ thầy khiến con cháu gầm mây trở về tổ tiên ông bà để mà kính lễ của tổ tiên vậy mà thôi nha. Yeah. Không có được nói nhận lệnh hay là cái này cái kia, anh đồng bóng không có, không có. Hiểu Út nói không? Cũng có cái quyền nữa. Cũng có cái quyền cơ gì mấy chú mà Út mới về chứ. Cái quyền gì, cái quyền đó ở trên thiên quyết định ông nội ơi. Ông nội ở nhà ơi, nói hoài ông cứ... nè uống cà phê đi. Dạ. Chảy nước ở trên. Chảy nước ra rồi. Đúng không Lâm? Mình là tỷ em ở dưới hậu hành, chẳng biết mình để trở về để làm chi. Giờ này ta ngồi tại Phật Dương, quyền di của tổ tiên Bủ Ngọc Kim Tiền, lão tổ mẫu của quyền cơ. Đó, trong mấy hội tụ kỳ lắm qua tại thế, con đồng cháu dông trở lại của Phật Dương, Dương mang một mối tình đại đầm. Đức Phật Dương của người xưa đã trở lại, màn này mới hiểu phân. Con rồng hạt giống của mẫu thượng hoàng cung, bà lão tổ làm thầy trước nhất, thời đầu tiên xuống trần. Ông nói đúng không tỷ? Thì nay giờ hội ngủ mây rồng, thì trở về tổ tổ để mà tầm lại hương xưa. Hiểu chưa? Chứ không có biết cái gì mà nhận lệnh nhận liếc ghen. Ông nội khùng mơ, tôi khùng, ông còn khùng hơn tôi nữa. Khùng chung trên vui. Cái khùng đó là khùng lợi khùng danh. Khùng như ngươi là khùng danh khùng lợi. Nói trên cái YouTube vị trí vậy, nó không có cái gì là để nói. Người thật nói một luồng thanh điển với tỷ em là cùng nhau về kính lễ cha mẹ tổ thầy. Còn cái di nguyện của ổng bà chỉ quyết định mà thôi, hiểu không? Dạ. Chớ thưa quý vị làm sao? Đó là cái quyền di của tỷ em màng ba trở về để cùng chiếc thuyền của ông băng giải ở kinh Vĩnh Tế ngày xưa. Nghe. Nón này để tặng lại cho chiếc nón bài thơ ở ngoài quê của bà Năm bà mượn đem vào đưa cho cái cơ đó. Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương nè, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Nói xong lan lắm. Con đi mây gió u buồn, biết nơi xa đó có gì vui hơn, biết bao cõi đây tam hoàng kỳ ba. Ở nơi Phật Dương hiện giờ, con đi trôi nỗi cuối cùng về đây, ở nơi chân điên tu thầy mang ba.
tăng tăng ta tăng 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 vậy ta em đó vắng gọn dễ hiểu. Ngủ quá à, đã ngủ 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 đi năm à, tỉnh ngủ đi à, dạ, dạ. À, về con năm ngủ à thôi thì cảm ơn xin kéo nha cảm đồng bạn dành đất thôi thôi đừng có quay nữa bây giờ tôi đi kính lễ của ngài Phật Dương nghe à, thì Út cũng về đây thì xin Út kể về mẫu chuyện của ông Phật Dương ở đây. Tôi có biết gì đâu mà kể mày kia ông kể mày kia. Tôi có biết gì không biết gì. Đá bà nó mà kể nè mày ngư cơ. Người ta biết không kể mà người không biết chứ tôi kể chàng mẹ tôi có biết gì. Hồn thiên sông nước tôi không có biết em. Ông ơi, mấy cái lễ mà ông ba rồi mới lấy trước rồi Út mặc cái đồ trói rồi sao bây giờ Út là chở nhiên mà mặc cái đồ này thế nào là sao Út? Chắc cái đó mấy ổng à chở tuồng mấy ổng sắp ra tôi biết gì tôi chết liền nha. Tự nhiên tôi muốn bận cái này rồi tôi muốn bận cái kia không biết cái gì cái tôi mặc cái... đồ này tao muốn làm mà ban chủ cái ban đó không có cái ban là cái gì ban ăn xin hả? Ơi cặp cái ban rồi cặp ăn xin nữa đó vậy đó bằng bộ đồ này cũng có quyền cơ gì đó không có cơ quyền gì hết tại vì à ngồi buồn mà ngẫm nghĩ chuyện cái, đời cái cây đó cây gì Út? Cây mai là ở của vị tổ ở của ông đức thầy ở quận 12 bà cô ba đó bà của quyền bà mới biết là cái cơ mà mai này đó là cái trong cái bài hát của Nguyễn Trọng Trí đó hen nhà hậu Nguyễn Ngọc Khanh đó bạn hiểu đó đó hen mai đình đó cho biết cơ trước là mai he khi nào đức thầy nó cây mọc mục gì đó hen khi nào cái mục mọc đâm trời đó hen nó ai biết đâu cái chuyện mấy ổng đi qua tôi không biết gì hết đó tôi chỉ làm theo ai đưa thì tôi thấy hen đó ta ngại ta trao cho mình người ta trao cho mình nhận cái nhiệm vụ mình nhận nhiệm vụ mình phải biết chứ không biết ha không biết cho nó chắc nghe à, không biết sao mình nhận lại làm gì cái đó là ở trên người ta bắt mình cắm ô phạt cây mai có ở đầu rồng rồi nữa mình phải nhận mình phải hiểu mình phải có cái cơ quyền rồi mình mới nhận được mình mới cầm được cây đó chứ khắc cái đầu thôi còn cái này thì cái nó tự nhiên uống lại nó tự nhiên mọc lên đó đã được 6 năm thì cái quyền gì đó sao mà mình cái loại cây khác mà lấy không được là vì cái mai mình để lấy dạ, thì cái mai này của cô ba ở tại quận 12 đã đi xuống rồi biết cái mít đó thì bữa hát cho bà cố bên cái mít đen thì cổ thấy được cái quyền duyên gì đó thì cháu có quyền về kêu bà là hãy đem cây mai này đưa cho cậu Út ở Lắng Linh đi à ta đưa nhận rồi cô đưa 5 triệu cho cậu Út đó là tại quận 12 cô ba rất là tấm lòng quyền duyên buộc Út phải lên đi xe ôm lên đi tới cổ lấy xe hơi cô rút rồi con cô rút về quận 12 đó thì đưa cho mình không biết gì cái gì rồi xong xuôi rồi tới cái cây ngọc kỳ lân bữa hổm đó hen cũng cây mai luôn ha anh bộ nó mọc lên cây mai không cây mai đó thì ngọc kỳ lân đó là chính cái móng của con ngọc kỳ lân thì đưa cho Út đó không biết điều gì ta cây mai này là cây mai đầu gồng hả Út? Đúng rồi cây mai đầu gồng này mình để sử dụng để làm cái gì Út? Thì ta đưa thì lấy rồi về cúng kiến này tổ thầy chứ biết làm gì sử dụng ông lậu tao tao tối ngày nó hỏi lung tung rừng tăng ai thằng thằng phận thì tôi không có biết gì hết á thì đưa cho tôi thì tôi tới ngày kính lễ của tổ thầy tôi đem lên kính lễ vậy thôi hiểu không mà nó biết mình hỏi gì thế hỏi thì chắc biết gì chắc mấy cái cô mà đưa đó cũng cô ba đó đưa là phải Út phải biết cái nhiệm vụ đó là mình làm cái gì rồi chứ đâu phải mà Út hôm nay phải lộ đi chứ đúng chứ vậy chứ sao mà Út giấu được thôi tôi không biết cũng cái quyền cơ gì người ta mới đưa cho mình chứ không có không mà ta đưa được như cái... tôi là ai đưa tôi đúng rồi phải không chú cái mình mới lộ ra mới được ông họ Nguyễn á Nguyễn à hùng thì Nguyễn Út Hùng cũng Nguyễn họ mày họ Nguyễn hen hai thằng nào hai thằng huynh đệ hay là hai thằng cậu cháu gì không biết mà tối ngày
rồi vỏ 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 Nguyễn Vũ vỏ cho tao nó lộn lộn cho tao nó lộn he hai tin ba đứa thầy cũng thì cha mẹ khi đưa tổ thầy thì lên thì mình chỉ nhận thôi không biết gì nghe cho nó chắc rồi cái đó là một cái quyền di gì của cha mẹ tổ thầy nhiều đời nhiều kiếp bảy đời chín kiếp của Úc đã cho trong cái quyền di gì đó của cha mẹ mà bỏ hết Sài Gòn đi về chuyến đò chiều là năm dần ở tại đình Thế Sơn vậy đâu nghe đơn giản. Cây này là cây cái thời đại vua là kêu là cây của lão bà cầm cây này thời vua trước. Sao biết vậy? Sao không nói này cũng biết à? Cây cực kỳ quái quá. Pháp trưởng nè, pháp trưởng nè. Mẹ của ông vua đó hả? Tầng đây nó lộ luôn rồi, tầng đầu là bên tao biết. Mình cũng có đúng rồi. Không biết. Út là cũng bề trên hay gì chứ không phải ở dưới đâu ha. Bề dưới gì cũng được, cũng bề ngang, bề ngửa, bề nằm gì cũng vậy nha. Quyền cơ đó của cha tụng mẹ tổ thầy. Gấm qua ở tại. Nhớ có phiền có ông vua là bà cái bà mà mẹ của ông vua cầm cái cây này. Ừ. Cái đó có bầu công gì vậy, bầu công. Đó là thời Thiên Thủy Nguyên Tôn mà màn này cũng là màn để trở lại. Đó là tôi gãi xuống. Cái quyền di này đó là nơi nơi ra cung ở cha mẹ của cái kiếp trước nhiều đáo lai trở lại thì mỗi cái quyền di gì đó thì tổ đã sắp sẵn cho cái quyền cơ của người chân linh. Chân linh là gì? Chân linh là nguyên cái hữu hình của mẫu hoàng thượng hoàng cung. Thế Úc nói là đó là lục huệ năng là vị tổ thứ sáu đó là cũng chân linh của ngài Thích Ca là cái chân linh điển đã trở về với cung mẫu mẹ hiền để mà mẫu bước về trong niết bàn 49 ngày đó là lục tổ huệ năng hiểu không? Đi cúng chùa đi cúng. Thì bây giờ thì màn ba mạt pháp ba thì Úc Láng Linh cũng chẳng biết điều gì thì cha mẹ tổ thầy kêu làm cái gì thì mình đi làm cái đó không biết gì nghe vậy đâu đi kính lễ chỗ này chỗ kia vậy thôi nghe phải lộ ra đi mình làm đâu gì cái, phải đâu lộ ra mình lộ phải đi. Làm cái gì nhiệm vụ mình phải làm sắp tới mình làm cái gì mày làm đi mình phải mình lộ ra chứ tao biết làm gì nha làm văn lộ mày đi cho tao biết mình là cái người đó là bậc thầy như thế nào thôi ông ơi ông chằn thôi ông chằn lửa thôi ông bị nặng lắm rồi đúng rồi cho hỏi thăm cái này đó là Úc ngày nay là đi cái ngày là lễ này cứ lấy gì lễ Phật Dương lễ Phật Dương rồi là xong một cái lễ rồi mình có điều nữa không về Tây Cung Dương Mẫu Tây Cung Dương Mẫu ngày mấy ngày 24-25 ngày 23 ngày mai thì về ở tại chỗ đốc a ở chúa sứ mẹ ngọc nữ nghe kính lễ rồi mình đi lên Tây Cung Dương Mẫu đó mình có mặc đồ gì lạ khác không thì nơi mà ở bà lão tổ bà kêu bằng gì thì bằng cái đó hen chắc Tây Cung Dương Mẫu thì không biết bà cho bằng cái gì thì giá quyền cơ tôi không biết chứ chưa biết ha. chắc tôi độ là bằng đồ y gan là bà bữa đó về xác đó ở đâu vị thần quỷ ở chỗ ở Tiền Giang á hả? Có tao có thấy đâu? Tôi theo cái phần bên tôi nhìn là Út ngày mai phải vặn bộ đồ y gan y chiến rồi mà bà về đó. Mai chậu mà mẹ là phải về chậu mà. Chậu gì? Thì chậu mẹ chứ làm gì? Kính lễ kính lễ bà. Thôi nha chị kính lễ bà. Thôi giờ cuối cùng ha cuối clip là giờ mình hát một bài đi để tặng cho khán giả trong nước và ngoài nước Út ơi. Hát cái gì? Thì hát cái bài gì đó Út cảm nhận như thế nào. Về chỗ đò chiều chiến chết người ơi. Thật cơ không á. Nay trở về tại Phật Dương của tổ thầy. Úc đây có mấy đôi lời thì trong cụ quyền thất tổ của nhà Bú Sơn đò chiều chiến chốt mở ra cầm nón che mát tặng đời ngày sau nón dành che mãi tình thâm nón ti gạch nát những lòng dẫn tâm linh người đời đời này chiếc nón bài thơ
tính ngủ nghe ca mùi quá ngồi vậy á. Khấn nguyện nón linh của trời, chúc người bản hữu gần xa nghe chiếc nón của bài thơ năm cũ. Nón tre nghiêng vẫn còn đây mà người xưa đã không tìm thấy nữa. Nay vì nguyện tâm linh nón trở về người xưa ở Phật Dương của Lao Tổ sau này. Chúc các bạn gần xa hiểu cho chiếc nón tai bèo, nón che nghiêng để che đầm sông tam cội, nón tặng đời ấm áp một tình thương. Nón người dặn dắt trong bu ngọc kim sơn, áo gách sờn vai của người đồng chí, bản nhạc chúng tình của người trở lại An Giang, một quyền cơ của nón tình tắm ở quyền di của mẹ. Nón đã bay xa cung trời ở tại An Giang, nón thắm tình chung tất cả trở về nón có màu nghi để gieo gọi tình tâm của con mẹ một dòng nón trẻ đời trong của mũ ngọc dáng lại. Nón này để nhớ lại quyền cơ khi chiếc nón gạch ta vẫn còn tương tương thì bài hát năm xưa của ông lão chèo đò. Nón đi khắp cả kinh dinh tới ngày xưa, cầm chiếc thuyền gồng của ông cố mà ghéo lên. Ta về ở tại kinh dinh tới năm xưa, cùng chiếc nón tai bèo của mẫu mẹ diêu cung. Út ơi, ý nghĩa sao mà Út về bữa nay cầm cái quạt đó, Út cầm cái quạt khác mà hôm nay cầm cái quạt đó Út. Không biết nữa. Dạ. Đổi hoài. Có mấy chữ gì giống Út? Chữ Hán đó là chữ Tàu. Ồ. Đó là thiên biến vạn hóa của trăm bảy vị tổ Đao Lai là thập La Hán tái thế kỳ Lâm Hoa. Của tổ thầy trao cho Út chứ chẳng biết điều chi của cũ trùng, thì nay di nguyện tâm đã trở về thì lòng thanh của Út trở về với tổ tiên để mà hương đăng bãi phục cầu khi mà kính lễ của các người xưa, của bố tiền sắc lĩnh của bà lão mẫu của kim tiền Phật môn ngang, chứ biết gì mình không biết điều chi. Mẹ cha đã cho mình cái đinh đăng tỏa sáng trong tâm trí của mình, thì mượn lời ca tiếng hát của Út để mà khơi lòng cho mẫu nghi, cho cha mẹ thượng cúng hoàng để mà hát lại khúc nhạc của tình ca. Cung đàn của mồ của cha là khơi lòng của mẹ, cái tấm lòng như biển rộng trời cao, và tiếng tơ đàn của không dây thượng cõi hoàng cung của ổng, nhịp cầu đã nối lại từ đây. Dòng sông An Giang đó của thở người xưa trở về, hiểu không? Chứ vậy thôi, không biết điều chi mà nói nữa. Thì cảm nhận được lòng đã được cha mẹ đã xây chuyển trong màn ba, trở về để mà không biết ca hát thì làm vui tất cả cho người xưa. Gặp nhau vẫn nở nụ cười của đóa hoa sen. Rồi ta hát lại bài hát cũ của ông lão chèo đò. Chẳng biết điều gì mà khơi lại một cái mối dòng sông.
ông lão là ai mà dựng bên mình mái tóc, ông lão là ai mà giọng nói Hà Tùng. Lão ơi của ông đã xa rồi, thiện vẫn lui bên mà chờ mỗi công. Rồi sau này ông lão ba giết tiền xa, chăm quan tức tử đập đầu vô cây dừa tiệt núi mà thôi. Ôi tuyệt vời quá. Không biết điều gì em. Ủa sao ạ? Sao biết. Ông ơi, vậy cái cơ gì mà cái nón hoài không có cái nón gì mà mình cái nón mà lành đẹp đẽ mà không chọn mà sao chọn cái nón nhất đây. Không phải gì, cái này là cái bài hát của Út để mà đóng gia giả tạm trần gian, hiểu không? Chứ bây giờ ai cũng bằng được mà hen. Nhưng mà Út thích chị đó, cái cảm và cái thích cái như tí như mà mình hát tuồng ở trong cái sân khấu nghệ thuật tới cái lớp giai này thì mình sẽ xin tổ cho con xin đổi chiếc nón đó, hiểu chưa? Và con đóng giai tuồng đó, con giai tuồng ta mình thì người ta đóng ha, giai tuồng Út thì Út đóng ha, mỗi người có cái giai hát chờ nha. Trăm quan đại đồng thờ Thuyên Thủy Nguyên Tôn là ông bầu lão tổ của hát bội, đó là Hồng Quân lão tổ. Thì cái hát bội ở trong tâm thức của tất cả người xưa được cung phụng về cái thương thượng của ông lão tổ, đó là ông bầu gánh hát bội ngày xưa ở bên Tàu trở về ở quốc mẫu trì cung ha. Dạy ta hát bội ngày xưa đó là di nguyện của tổ tiên của ông lão đó ha, Hồng Quân lão tổ ha. Út ơi, sao mà lúc trước mà sao Út đóng cái vai một của anh mà tại sao giờ rồi Út mà đóng cái vai mà hát để nó la hen. Dạ. Không biết sao đủ vai chân tàn. Không biết được ha. Khi nắng khi mưa, vợ tuồng cải lương thì lúc thì đóng vai phụ, lúc thì đóng vai chính, rồi lúc thì kỳ đó cái đủ nhân cách để đóng vợ tuồng. Mình hát lại bài hát của năm xưa thì sẽ có cái khơi tâm để mà hát cho tình thương bát ngát mùi hương đó, hát cho cha mẹ nghe để khơi lòng lại con cháu ngày xưa. Vở tuồng của người nào thì người đó để mà làm phụng sự hen đó. Thì tôi chỉ biết hát để đem đời đem hạnh phúc cho tình thương huynh đệ mình đó hen, và tất cả tùy duyên của cái vở tuồng đó. Thì tuồng xưa đã dựng lâu rồi, màn này đảo lại kỳ ba của ông gì đáo lại. Đó, hát bản tình cá muốn thở, đất nước Việt Nam mình là đất Phật An Giang. Chăm quan một mối đại đầm, tình thương bát ngát An Giang của Phật màu của mẫu nghi. Thở thở đo đo trùng tiên, lãng linh của ông cô An Giang nhiễm màu. Thì thở nhỏ lọt lòng Út đã ở Long Châu Hai, nơi ông cô lãng linh và bà cô của mình. Thì chẳng biết điều chi bây giờ giới tuồng Út hát lại một cái bản quyền, đó là tự Út sáng tác, tự Út soạn giả, tôi tự Út hát chứ Út không có hát thêm người nha. Đi nghe. Hỏi hoài vậy ông hát rồi. Rồi vậy à, thôi rồi. Mà cũng kết thúc là nếp luôn đi. Cái ba hát hoài không được. Rồi. Để Út đi cốm. Út cũng đi. Cốm. À vậy Út ơi, chào khán giả trong nước và ngoài nước ơi. Chào hoài hả mình. Chào hoài, chào mái, chào tới, chào lui. Nghe, rồi tôi đi. Điện về mạnh xây. Điện về xây điện rồi vô. Rồi. Cái thằng mấy cái thằng tối ngày quay.